Truyện cười dân gian, nhà vua và đứa trẻ trâu. Một ông vua cùng các quan đi chơi trong rừng, bị lạc nhau. Đường đi ngoắt ngoéo quanh co, vua cứ đi mãi, các quan theo không kịp. Do đó, vua bị lạc đường, không biết lối ra. Trời đã quá trưa mà vua vẫn chưa tìm được lối về. Đến một nơi, vua nghe thấy mỏ trâu kêu lóc cốc, chen lẫn với tiếng trẻ đang nô đùa. Vua lại gần, hỏi lũ trẻ: "Các chú bé ơi, các chú có biết gò cốc trăng ở đâu không?" Bọn trẻ chăn trâu chưa nhìn thấy vua bao giờ, nên trả lời rất cộc lốc: "Gò cốc trăng ở đằng kia kìa, từ đây đến đấy không xa lắm đâu, ông cứ theo hướng ấy mà đi." Nhưng nhà vua sợ đi lạc một lần nữa, nên phải thuê một chú bé đưa đường. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện, vua hỏi chú bé: "Chú đã biết vua bao giờ chưa?" "Dạ thưa anh, em chưa biết, nghe mẹ em nói có vua, kỳ thực em chưa hề thấy." "Ồ, thế thì chú có muốn biết vua không?" "Dạ, muốn biết lắm, nhưng làm sao gặp ông ấy?" "À, chú muốn biết thì dễ thôi, đợi tí nữa đến nơi có đông người, khi nào có vua thì mọi người sẽ ngã mũ chào. Ai đội nguyên mũ trên đầu thì người ấy là vua." Một hồi lâu, vua tìm thấy mọi người, ai nấy đều mừng rỡ và vội chạy đến, ngã mũ chào. Vua cùng đi lại đám đông với đứa trẻ chăn trâu, vua hỏi chú bé: "Sao, chú thấy họ ngã mũ chào ai, ai còn đội nguyên mũ trên đầu?" Chú bé thản nhiên trả lời: "Dạ, thưa anh, em biết vua rồi. Chú thử nói xem, ai là vua ở đây?" "Dạ thưa anh, vua đó nếu không phải là anh thì chính là em. Vì ai cũng cất mũ, chỉ có em và anh là không ngã mũ chào ai cả." Nhấn thích và đăng ký kênh Mẹ Kể Bé Nghe để không bỏ lỡ những video thú vị dành cho bé nhé. Kênh YouTube Mẹ Kể Bé Nghe gồm 5 chuyên mục giúp bé thông minh hơn mỗi ngày. Muốn học kiến thức bổ ích, bé hãy truy cập Học Cùng Bé. Đừng quên học tiếng Anh cơ bản trong Bé Học Tiếng Anh, thêm các mục khác dành cho mẹ và bé là Chuyện Cổ Tích Mỗi Ngày, chuyên mục phụ huynh và hoạt động sáng tạo.